dấu hiệu trầm cảm ở trẻ. Bạn có cảm thấy rằng trẻ em dường như luôn vô tư và chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì không? Nhiều người hay cho rằng trẻ em thì không thể bị trầm cảm. Nhưng thực tế thì có khoảng 2% trẻ em ở độ tuổi đi học vẫn đang phải đối diện với căn bệnh này. Tuy điều này là rất hiếm và khá là khác thường, nhưng thực tế là nó vẫn đang xảy ra. Một số triệu chứng ở trẻ em có thể bao gồm cáu gắt và hung hăng, than phiền về đau đầu hay đau vô tử dù không tìm thấy nguyên nhân sinh lý, cùng với thay đổi lớn về cân nặng, mất hứng thú vào việc vui chơi, gặp khó khăn trong việc tập trung, chất lượng của việc học bị ảnh hưởng, thiếu năng lượng và mệt mỏi. Cáu gắt và hung hăng là những triệu chứng dễ nhận thấy hơn so với các triệu chứng buồn rầu. Những triệu chứng của trẻ thường thể hiện qua mặt thể chất, song song với việc trẻ nói về những cơn đau đầu hay đau vô tử. Tỷ lệ trầm cảm tăng dần khi trẻ bước vào tuổi thiếu niên, trong đó nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn nam giới. Thực tế là cứ 4 người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 24 thì có khoảng 1 người trải qua giai đoạn trầm cảm. Nếu trầm cảm ở trẻ không được can thiệp đúng lúc thì sẽ khiến cho nguy cơ làm hại bản thân và tự tử tăng cao khi trẻ bước vào độ tuổi vị thành niên. Lý do gì khiến trẻ bị trầm cảm? Nhiều phụ huynh sẽ thắc mắc vì sao con mình có thể bị trầm cảm. Con tôi còn quá nhỏ để có thể trải qua biến cố khiến nó bị trầm cảm. Thật ra, trầm cảm có thể do nhiều yếu tố khác nhau gây ra, bao gồm cả lý do di truyền, môi trường sống hay những căng thẳng trong cuộc sống. Những thiếu niên có bệnh mãn tính hoặc từng trải qua chấn thương tâm lý sẽ có nguy cơ mắc trầm cảm cao hơn. Việc xác định những yếu tố này là khá phức tạp, vì sự phát triển thông thường ở độ tuổi dậy thì vốn đã khó đoán do những thay đổi trong môi trường, cơ thể và cảm xúc của trẻ. Những thay đổi này có thể dẫn đến thay đổi tâm trạng, thói quen và sở thích một cách nhanh chóng. Điều này khiến cho các bậc phụ huynh khó xác định xem liệu những hành vi của con họ là bình thường hay là những triệu chứng của trầm cảm. Các triệu chứng trầm cảm ở độ tuổi thiếu niên có thể bao gồm: thứ nhất, cảm giác buồn rầu, thờ ơ. Thứ hai, hay buồn ngủ, dễ khó chịu và cáu gắt. Thứ ba, trở nên cực kỳ nhạy cảm trong các mối quan hệ. Thứ tư, phản ứng thái quá khi gặp chuyện thất vọng. Thứ năm, hành động hung hăng. Thứ sáu, không muốn tiếp xúc với người khác. Thứ bảy, trở nên xa cách với người thân trong gia đình. Thứ tám, có hành động tự hủy hoại bản thân, dùng thuốc, chất có cồn hoặc không quan tâm đến diện mạo của bản thân. Mặc dù đúng là bạn có thể thấy tất cả những biểu hiện này ở các bạn tuổi teen bình thường, nhưng phụ huynh nên để ý đến con mình hơn nếu thấy các hành động đó diễn ra một cách thường xuyên hay trở nên nguy hiểm hơn. Và nếu như con mình không còn biểu hiện tốt ở nhà, ở trường hay trong sinh hoạt thường ngày nữa. Thế nhưng, tin vui đó là trầm cảm rất dễ được chữa trị và nhiều bạn trẻ đã được bình phục nhờ vào khả năng phục hồi tự nhiên, natural resilience. Nếu bạn lo lắng liệu con của mình có đang trầm cảm hay không, thì có lẽ bạn nên trao đổi với tư vấn viên ở trường hoặc bác sĩ chuyên môn. Bên cạnh đó, một số trường tiểu học và trung học cũng có một số chương trình mà với sự đồng ý của phụ huynh, trẻ có thể trả lời một bảng câu hỏi để xác định xem liệu có mối lo nào không. Từ đó, bạn có thể liên hệ với chuyên gia về sức khỏe tâm lý để kiểm tra cho trẻ và có chẩn đoán cũng như cách chữa trị rõ ràng. Việc chữa trị thường bao gồm cả việc trị liệu tâm lý hoặc đi kèm với việc uống thuốc. Việc chữa trị cho trẻ có thể rất hiệu quả, còn nếu như không chữa trị thì trầm cảm có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như không học tốt ở trường, lạm dụng thuốc hoặc thức uống có cồn, hay thậm chí là tử vong. Hãy nhớ chia sẻ cảm xúc của bạn nếu như những cảm xúc đó đang khiến bạn phiền muộn. Nếu bạn đang là người lắng nghe, hãy tập trung lắng nghe như thể điều đó ảnh hưởng đến sự sống còn của một sinh mạng. Và nếu có cơ hội, hãy khích lệ và hỗ trợ cho họ. Chúng ta có thể cùng nhau gạt bỏ sự kỳ thị của xã hội đối với trầm cảm và khôi phục lại những khái niệm về nhân phẩm và giá trị bản thân. Chúng tôi hy vọng những thông tin ở video này có thể giúp ích cho bạn. Nếu bạn cảm thấy thích những thông tin mình nhận được, hãy cho chúng tôi một like, share và theo dõi kênh của chúng tôi nhé. Cảm ơn bạn vì đã xem video và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.